do ba 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 do. Ủa anh là Edward, anh cầm mua nhà phải không? Đúng rồi. Dạ dạ, em Vanessa Lee, em là realtor, agent khu này. Dạ. Anh đợi có lâu chưa? Chưa có lâu lắm đâu, cần một tiếng thôi em. Em xin lỗi nha, nãy anh mình hẹn á, nhưng mà em đang bận check out mấy cái túi ở trên South Coast. Ồ vậy hả? Dạ dạ dạ. Okay, dạ. Bây giờ mình xong nhà ha. Ok ok, dạ dạ dạ. Để em mở cái chìa khóa của cái nhà này chút. Okay. Nha, đợi anh chờ em. Dạ. Anh chờ em chút nha. Kìa. Mà kìa, chắc cái khúc em cái đồ biết mở này không? Dạ biết nha anh, chờ em professional khu này nha anh. Dạ, dạ, dạ sao anh? Tương minh là chánh mở subscribe. Ồ, oh, dạ, em cảm ơn anh nhiều nha. Dạ, dạ, dạ. Được, cứ từ từ mở nha em. Dạ, 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 cảm ơn anh. Dạ. Yeah! 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 Mạnh vô, mạnh vô. Vô đi anh. Dạ. Ồ, Linh hả, sao? Ồ, đang đi cho khách coi show nhẹ, show nhẹ khách làm sao? Tiếng hả? Trời, mới 3 giờ chiều đi nhậu bà. Ok, mình chơi luôn, chơi luôn, chơi luôn. Ok, lát gặp nha, chờ tao một tí nha, ok, bye. Ủa, em, đi đâu vậy? Ồ, anh ơi, em có công chuyện bận chút xíu nè, em để cái chìa khóa sẵn cho anh rồi. Lát có gì anh khóa cửa giùm em luôn nha, tắt đèn khóa cửa giùm em luôn nha, anh rồi nha, bye bye anh nha. Nha, bye bye. Quên. Nhưng mà nếu mà anh có căn nhà này, anh nhớ alo em nha. Dạ, cảm ơn anh, bye bye. Bye em đi chơi vui vậy.